Và bây giờ ta sẽ tiến hành ta mở cái hộp nó ra và gắn đồ chơi vô ha. Ok, đây là mấy cái nút chặn của cái đấu trường nha các em. Còn đây là các mặt đây thân và trụ đó. Ở đây là còn mấy cái nút. Ở đây là tay quay ha. Cái tay để quay. Đầu tiên là mình sẽ mở cái này ra trước đi. Sách hướng dẫn là bộ hướng dẫn để mà chơi cái con quay này và dán cái chiếc cơ vô. Đây là sách hướng dẫn ha. Ở đây mình sẽ làm theo hướng dẫn của trong đây chỉ dẫn. Wow, đẹp quá. Trong cái bộ sản phẩm này có cái gồm có player nè, cái để mà cái tay quay và các hướng dẫn, sticker và một cái sàn đấu. Còn dưới đây người ta sẽ chỉ ha. Cái chỉ đầu tiên là phải lắp từ cái nó vô. Và gắn sticker. Sau đó gắn cái thân cái trụ nó vô. Rất là đẹp ha. Này hàng sản phẩm của Karatomi nha các em, rất là đẹp. Bây giờ mở hộp coi, mở cái tất cả các bao để gắn thôi. Các em nên nhớ là hàng này các sản phẩm của Nhật á, thì cái họ sản xuất á, có chỉ có cái hình ốc vít này dặn chỉ có cây hoa tiêu thôi chứ không có chuyên ốc ba ke ha. Đây là hàng của Nhật chính hãng ha. Ta sẽ trước tiên nữa là ta sẽ gỡ mấy chiếc cơ ra, ta sẽ dán nó sau nha, dán sau nha các em. Ta sẽ mở cái con cái tay quay này. Để cái tay quay. Karatomi của Nhật nhưng mà được sản xuất ở Việt Nam ha. Các em nhìn thấy nè, made in Việt Nam ha.
Ok. Bây giờ ta sẽ đóng cái sân vận động này. Ta sẽ gài một cái sân vận động này. Chơi này nó hơi khó gáp nha các em, tại vì anh cũng chưa chơi bao giờ hết nên không có biết cách gáp bao giờ. Hơi gọi là hơi khó gáp một tí nhưng mà không có gì khó. Ok, một chủ ra một chủ. Hai chủ. Yes, ba chủ. Đây là một cái sân vận động ha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành dán cái sticker ha. Ok, nó hơi khó tí các em ạ. À, các em nhớ kỹ nha, để em hơi rách là xong luôn, khỏi chơi luôn ha.
Anh thì dán cái này không có chuyên nghiệp mấy, còn người ta mấy cái nhỏ nhỏ rồi. Ok. À, bị rách rồi. À, hơi dán thì cái này hơi khó. Cho mấy em nhỏ dán hay à? Tại anh bự quá nên khó dán. Ok. À, không sao. Rách một cái rồi. Nha. Thêm số 2 thì sẽ là cánh quạt. Ok, cánh quạt thì này nó hơi to ha. Có thể dán nó dễ chút xíu. Yes. Một cái này phải tỉ mỉ các em ạ, do làm video nên sẽ không, video này cũng là video đầu tiên ha, nên nó hơi rung chút xíu, với lại mấy cái này nó hơi nhỏ quá so với cái tài của anh. Mà cái này là hàng Nhật nha các em, nên đồ chơi của người ta thiết kế thì chắc chắn là sẽ rất là bền, không những như những cái đồ của Trung Quốc đâu. Hàng Karatomi chính hãng thì các em biết rồi đó, đồ của Nhật thì rất là chất lượng ha. Yes. Cũng ok chứ hả? Mà có cái ở đây nó bị rách. Ok, không sao. Đồ chơi này ta có thể mua mấy cái thiết kế khác về dán lại ha. Anh thấy trên mạng nó bán những trang web của Việt Nam của mình có bán mấy cái thiết kế này. Nếu các em thích, các em sẽ có thể mua được những cái thiết kế còn đẹp hơn nữa. Tùy theo mỗi người dán ha. Bây giờ là mình dán cánh số 3 thì là cánh nhỏ ha. Hôm nay đây là một phượng hoàng đang bay vậy đó các em ạ. Từ từ rồi nó cũng quen tay thôi các em ạ, cứ nhẹ nhàng từ từ đó.
hư một miếng nữa rồi. Oh no. Ok, không sao các em ạ. Cái này kệ là chiếc cơ thôi, không sao hết. Ta có thể đặt mua cái khác. Đặt mua chiếc cơ thôi nha, không có mua con quay nha. À các em, nếu mua con quay nữa không có tiền đâu mua con quay mới. Con quay này rất là mắc ạ. Nếu mà hàng Trung Quốc thì khoảng chừng 100.000, nhưng mà không biết được chơi được bao nhiêu lâu thôi. Còn hàng Nhật thì con này nó hơi mắc ha các em ha. Khoảng chừng từ 350.000 đổ lên á. Thực sự không nhỏ. Cái này thì cắt hơi còn dính nên nó rất là khó. Ok, rồi, không sao các em ạ. Nha, bây giờ ta sẽ thử quay nó như thế nào ha. Beautiful. Three, two, one. Three, two, one. Yes. Giờ ta thử lại nha các em. Three, two, one. Oh. Three, two, one. Three, two, one. Sẽ kiếm người đi chơi đấu ha. Ok. Alo. Bye bye các em nha.
Đợt sau anh sẽ quay video chuẩn hơn và tốt hơn ha. Bye bye. Thank you.